Một phụ nữ tại Mỹ được thông báo mất tích ngày 5 tháng 4. Đến ngày 7 tháng 4, một người câu cá phát hiện chiếc xe Jeep chìm gần như hoàn toàn dưới hồ nên đã trình báo lực lượng chức năng. Trong quá trình kéo chiếc xe lên đã phát hiện điều kỳ diệu trong đó. Theo tờ The Guardian đưa tin ngày 12 tháng 4, giới chức thành phố Longview, bang Texas, Mỹ đã tìm thấy một phụ nữ sống sót kỳ diệu trong chiếc ô tô chìm dưới hồ 2 ngày sau khi có người trình báo nạn nhân mất tích. Thông cáo của văn phòng cảnh sát, trưởng hạt Marion cho thấy, người phụ nữ không nêu tên được ghi nhận mất tích vào ngày 5 tháng 4 bởi sở cảnh sát Longview. Đến ngày 7 tháng 4, một người câu cá phát hiện chiếc xe Jeep màu đen dưới hồ đã trình báo cơ quan chức năng. Hình ảnh do văn phòng cảnh sát đăng tải cho thấy chiếc xe bị chìm gần như hoàn toàn và chỉ còn nhìn thấy nóc. Khi lực lượng chức năng đưa chiếc xe ra khỏi nước, đã phát hiện bên trong có người đang cử động. Với sự hỗ trợ của dịch vụ trục vớt, ngư dân và cảnh sát, người phụ nữ đã được cứu hộ an toàn từ chiếc xe Jeep bị chìm. Cảnh sát sau đó xác định đây chính là nạn nhân được thông báo mất tích trước đó.